Dạ, tôi xin gửi lời chào hết thảy quý mục sư. Cảm ơn Chúa với một buổi sáng tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta. Không những chúng ta quy tụ dưới bề chân của chính mình Ngài để thờ phượng Ngài, mà chúng ta cùng nhau học lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Và trong khi giờ này, mời hết thảy quý mục sư, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 6, từ câu 25 đến câu 34. Matthew đoạn 6 từ câu 25 đến câu 34, và tôi xin đọc lời của chính mình Chúa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem là chim trời chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong các ngươi lo lắng mà làm được, làm cho đời mình được dài thêm một cách không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng chẳng kế chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một loài hoa nào trong giống nó. Hỡi kẻ đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thì ái thai, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà làm, chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy rằng ở trong câu 25, Chúa phán: vậy nên ta phán cùng các ngươi. Ở đây Chúa này là phán cùng các ngươi. Nếu mà chúng ta có đọc qua ở trong sách Luca thì Chúa này là: vậy nên ta phán cùng các môn đồ. Chúa phán như thế nào Chúa? Ở đây chúng ta thấy bắt đầu từ câu 24 đến câu 25 đến câu 26 thì chúng ta thấy rằng là Chúa phán với các môn đồ Ngài: đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, và cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Thưa quý vị, đây là cái điều mà con người chúng ta hãy quan tâm. Con người của chúng ta hay lo lắng. Vì qua cái sự lo lắng đó, họ chú tâm, họ có thể đeo đuổi, họ có thể vật lộn một cuộc sống này. Họ bất chấp mọi sự để tìm được những cái đồng tiền để lo về sự sống của họ, để lo về cái ăn, để lo về cái mặc, để lo về cái ở. Và không những họ lo như vậy, khi mà họ đã có ăn, có mặc rồi á, thì họ cũng không bao giờ dừng lại. Vì dù có ăn, dù có mặc, nhưng họ cũng không đủ để mà lấp đi cái lòng tham của con người. Khi đã có rồi thì muốn tìm cho nhiều để tích trữ, để cho đời con, đời cháu. Và giống như là mục đích sống của con người, họ chỉ chạy theo những cái điều mà họ tìm kiếm, đó là tìm kiếm những đồng tiền để lo cho cuộc sống. Nhưng điều này thì không phải là sai, đúng. Vì là con người sống thì đương nhiên chúng ta phải có ăn, chúng ta phải có mặc. Điều này không phải là sai. Nhưng ở đây Chúa muốn phán cho các môn đồ của Ngài, thì Ngài cũng muốn phán cho mỗi đời sống của chúng ta. Vì chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có Chúa, nên chúng ta cũng quá lo lắng về những việc ăn, việc uống. Mà khi mà chúng ta quá lo lắng, chúng ta có đuổi theo cái điều này, thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái cuộc sống ý nghĩa thật, cái mục đích sống của chúng ta. Cho nên ở đây Chúa cũng có ví như loài chim. Loài chim thì không gieo, không gặt,
nhưng Chúa cũng nuôi nó. Huống chi chúng ta không quý trọng hơn loài chim hay sao? Và ở đây Chúa cho chúng ta thấy rằng là, để chúng ta thấy rằng là có sự quan tâm của Chúa. Loài chim trời mà không gieo, không gặt, không thâu trữ, không có kho tàng nhưng Chúa vẫn nuôi. Huống chi chúng ta là quý trọng hơn loài chim đó mà Chúa không lo cho chúng ta sao? Và ở đây ở trong câu thứ 27, lời Chúa cũng có chép rằng: vả lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Như vậy có ai mà có thể lo lắng mà có thể thay đổi được cuộc sống của chúng ta từ thiếu đến no, đến dư dật, đến no đủ, từ việc này mà có thể thay đổi được việc kia? Không có. Dù chúng ta có lo lắng đến chăng nữa, lo lắng tới đâu, chúng ta có dùng hết sức lực, hết thời gian, có vắt óc để mà lo lắng thì sự lo lắng của chúng ta còn bất lực. Chúng ta cũng không thể thay đổi được cuộc sống của chúng ta. Như vậy thì chúng ta lo lắng để làm gì? Như vậy thì chúng ta để lo lắng để làm gì? Cho nên ở câu 30, Chúa nói như thế nào? Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời cho nó mặc áo đẹp thế ấy, thay huống chỉ là các ngươi. Ở đây về thân thể của chúng ta, về quần áo của chúng ta thì Chúa lại ví theo hình ảnh của hoa huệ. Bông hoa ở ngoài đồng vốn là buổi sáng nở chiều tàn mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp, huống chi là chúng ta. Ở đây nó là huống chi là các ngươi, và câu trên nó là các ngươi quý trọng hơn loài chim. Và về phần quần áo mặc thì Chúa ví theo loài hoa, thì Chúa nói rằng là loài hoa vốn sáng nở chiều tàn mà Chúa còn cho nó mặc đẹp, huống chi là chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta quan trọng như thế nào đối trước mặt Chúa? Ở đây chúng ta phải biết rằng chúng ta là một con người mà được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh của chính mình Ngài. Chúng ta được Ngài tạo dựng, lẽ nào Ngài không biết nhu cầu của chúng ta cần gì hay sao? Tôi nghĩ chắc chắn rằng Chúa Ngài biết tất cả mọi thứ, mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta thiết nghĩ, ví dụ như có một người nào đó họ sáng chế ra một chiếc xe gắn máy, thì họ có biết xe gắn máy đó chạy được là cần cái gì không? Thế chắc chắn là họ biết. Không những họ biết xe khi mà chạy được khi cần phải có xăng, họ biết rất là rõ, có thể là một tiếng đồng hồ xe đó chạy được bao nhiêu km, và trong một giờ đó xe chạy hết bao nhiêu xăng, họ biết rất là rõ điều đó vì họ làm ra nó. Huống chi Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời tốt lành, một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Khi Ngài đã tạo dựng nên chúng ta mà Ngài không biết được nhu cầu của chúng ta hay sao? Ngài biết rất rõ mọi nhu cầu của chúng ta, từ cái ăn, từ cái mặc, và không những ăn mặc và cái nhà ở, cái phương tiện đi lại mà chúng ta cần có sự khôn ngoan nữa. Chúa biết tất cả. Và bây giờ thì qua khúc Kinh Thánh này, làm thế nào mà chúng ta có thể có được tất cả những điều đó? Vì ở phần trên Chúa đã nói với chúng ta rồi, dù chúng ta có lo lắng đến chăng nữa, chúng ta cũng không thể thay đổi được cuộc đời của chúng ta đâu. Như vậy để chúng ta cần có những cái nhu cầu mà chúng ta cần có, thì bây giờ làm thế nào mà chúng ta có thể có ở đây? Trong câu 33, Chúa nói như thế nào? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi thứ Ngài sẽ cho thêm. Như vậy điều đầu tiên để chúng ta có thể có được mọi thứ mà chúng ta cần ở trong cuộc sống, thì chúng ta chỉ cần tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm lời của chính mình Chúa. Không những chúng ta tìm kiếm lời của Ngài và chúng ta có thể sống theo lời của Ngài, chúng ta sống đẹp lòng của Ngài, thì ở chính ở nơi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tha thứ, kinh nghiệm được tình yêu, kinh nghiệm được sự bảo vệ, kinh nghiệm được sự chu cấp. Đó là chúng ta
nước của Ngài sẽ đến trên mỗi đời sống của chúng ta. Và lúc bây giờ chúng ta mới kinh nghiệm mọi thứ, kinh nghiệm được sự chu cấp từ nơi chính mình Ngài. Ở đây không phải là tôi nói khi mà chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, chúng ta tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm lời Ngài và sống theo lời của Ngài là chúng ta không có đi làm. Tôi không nói điều đó. Vì ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 10 Phao-lô nói như thế nào? Không khứng làm thì đừng muốn ăn. Nếu chúng ta không làm thì chúng ta cũng không ăn. Và trong Thi Thiên 128 câu số 1 chép rằng: phước cho kẻ nào kính sợ Đức Giê-hô-va và bước đi trong đường lối của Ngài sẽ hưởng được công việc của tay. Ở đây tôi muốn nói rằng là khi chúng ta tìm kiếm lời của chính mình Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được vương quốc của Ngài đến với chúng ta, là chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ, kinh nghiệm được tình yêu, kinh nghiệm được sự bảo vệ, sự che chở, sự chu cấp ở trên đời sống của chúng ta. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là để chúng ta có được mọi sự đó thì chúng ta duy nhất chúng ta chỉ có tìm kiếm lời của Ngài và sống làm theo ý muốn của chính mình Ngài. Ở tại nơi đó thì chúng ta mới kinh nghiệm được vương quốc của Ngài sẽ đến trên mỗi đời sống của chúng ta, kinh nghiệm được mọi thứ, kinh nghiệm được sự tha thứ, tình yêu, kinh nghiệm được sự năng quyền của Chúa, kinh nghiệm được sự chu cấp, kinh nghiệm được sự vùa giúp, kinh nghiệm được sự no đủ ở trong cuộc đời của một chúng ta. Như vậy qua khúc kinh thánh này, Chúa muốn nhắc nhở mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta đặt lòng tin cậy ở nơi chính mình Ngài, tin cậy vào năng quyền của Ngài, tin cậy vào tình yêu của chính mình Ngài. Như vậy chúng ta không quá lo lắng về cuộc sống của chúng ta phải ăn gì, phải uống gì, giống như những người mà không có Chúa. Nếu mà chúng ta quá lo lắng về cuộc sống của đời này, không những chúng ta mất đi sức lực mà chúng ta cũng mất đi một sống, mất đi một ý nghĩa cuộc sống, một ý nghĩa thật sự ở trong cuộc sống của chúng ta. Và mục đích sống của chúng ta, ý nghĩa thật sự của chúng ta đó là gì? Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của chính mình Ngài. Chúng ta rất là quý trọng. Để làm gì? Ở đây chúng ta thấy ở trong sáng thế kỷ, không những Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, mà Ngài còn ban chúng ta quyền quản trị muôn vật mà Ngài đã dựng nên trên thế giới này. Như vậy chúng ta thấy chúng ta quý trọng đến chừng nào trước mặt Chúa. Và mục đích Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh Ngài để chúng ta yêu mến Ngài, để chúng ta thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy một câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12-13, câu chuyện của Abraham. Chúng ta thấy rằng là Abraham, khi ông được Đức Chúa Trời kêu gọi ông ra khỏi quê hương xứ sở của ông, và bây giờ thì ông đã bằng lòng ra khỏi quê hương xứ sở của ông. Ông đi, ông có dắt theo cháu của ông nữa, vợ của ông nữa, và một số tài sản của ông, tức là những con súc vật, vân vân vân. Và sau đó thì khi theo như kinh thánh cho chúng ta thấy, ông đi tới đâu thì ông lập bàn thờ tới đó, đi tới đâu lập bàn thờ tới đó. Và ông lập bàn thờ đó có nghĩa là mối tương, cũng một giống như là biểu tượng cho mối tương giao của ông với Đức Chúa Trời. Và đến tới đoạn 13 thì khi mà súc vật của ông và cháu của ông là lót, nó nhiều lên rồi, thì đến nỗi cái chỗ ăn của con vật đó cũng không còn đủ nữa, nên tôi tớ của Lót và Abraham có sự cãi vã nhau. Abraham nói như thế nào? Chúng ta là cốt nhục, chúng ta không nên cãi vã nhau. Bây giờ thì nếu mà Abraham nói với Lót, nếu mà Lót muốn chọn bên hữu thì để lại cho ông bên tả, muốn chọn bên tả thì để lại cho ông bên hữu, và Lót muốn chọn cho ông bên nào thì cứ lót chọn cho mình bên nào mà thấy thuận tiện nhất, tốt nhất thì còn phần để lại cho ông. Và tại sao mà Abraham không có muốn chọn cho mình cái phần nào tốt nhất, có việc có phần nào mà có thể có lợi nhất cho ông? Vì ở đây chúng ta thấy rằng là mục đích của Abraham khi ông bước ra khỏi xứ sở của ông
là để ông tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải là ông tìm kiếm vật chất, ông tìm kiếm đất đai. Cho nên điều đó đối với ông là không quan trọng gì cả, để cho nó có thể tự chọn. Và chúng ta thấy một điều ở đây có một sự khác biệt, mặc dầu Lot cũng đồng đi với Abraham, nhưng Abraham đi đến đâu thì cũng lập bàn thờ, nhưng Lot thì chúng ta không có thấy điều đó. Cho nên hai con người này mặc dầu họ đi với nhau, nhưng cái tâm trí của họ, cái sự suy nghĩ của họ là khác nhau. Nhưng mà trong lúc bây giờ thì Lot lại chọn cho mình cái phần tốt nhất, phần nào mà có thể là có nước tưới ở trên cánh đồng để có cỏ tươi để cho con súc vật ăn, còn có phần nào mà cảm thấy không tốt thì để lại cho Abraham. Nhưng lúc bây giờ thì mình thấy Abraham giống như là thiệt thòi, vì cái phần tốt nhất là ông Lot đã chọn hết. Nhưng ở đây chúng ta xem qua đoạn 13, khi mà Lot lìa khỏi Abraham thì Đức Chúa Trời nói với Abraham như thế nào? Hãy ngước mắt lên. Khi mà nhước mắt lên, ông nhìn thấy bất cứ ông nhìn thấy đến đâu thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời biết nhu cầu của Abraham, cần có những cánh đồng để cho con súc vật của Abraham. Abraham không cần tìm kiếm, nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho. Ở đây cũng một lẽ đó, chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta để lòng của chúng ta sống tìm kiếm lời của Chúa, sống theo lời của Chúa, chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta để thì giờ thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài, chắc chắn rằng mọi điều, mọi nhu cầu mà chúng ta cần, Đức Chúa Trời, Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Ngài đã làm gì cho Abraham thì Ngài cũng làm điều đó cho chúng ta. Vậy thì qua khúc kinh thánh này nhắc nhở cho mỗi cuộc đời của chúng ta, dù chúng ta có lo lắng đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể thay đổi cuộc đời của mình. Dù chúng ta có lo lắng bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể sống theo tìm kiếm những điều mà chúng ta mong muốn, cũng không có. Như vậy là để duy nhất để có được điều đó chỉ có một điều, phải tìm kiếm vương quốc của Ngài, tìm kiếm lời của Ngài, sống theo lời của Ngài, vương quốc của Ngài sẽ đến trên mỗi một cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm được mọi sự, kinh nghiệm được sự chu cấp từ nơi chính mình Chúa. Vậy qua bài học sáng hôm nay giúp nhắc nhở mỗi một chúng ta khác với người ngoài, chúng ta cũng không quá chú tâm về cuộc sống của đời này, không quá lo lắng. Vì nếu mà chúng ta cứ tập trú về cuộc sống của đời này thì chúng ta sẽ sống mất, đánh mất đi mục đích và ý nghĩa thật ở trong cuộc sống của chúng ta. Và cái điều mà Chúa nhắc nhở tôi mạnh hơn nữa đó là gì? Chúng ta đã học được điều này rồi thì làm thế nào chúng ta kinh nghiệm được vương quốc của Chúa trên đời sống của chúng ta, thì làm thế nào chúng ta có thể mang lại điều đó cho những người khác nữa? Ở đây tại sao tôi nói như vậy? Dường như mỗi lúc tôi chia sẻ thì tôi có một sự ích kỷ, dường như hay nói về cái năng đề của khu vực mình để cho quý vị và mọi người. Ở đây tôi thấy như thế nào? Vì chúng ta quá sốt sắng về công việc của nhà Chúa, công việc của Chúa giao chúng ta để làm chứng cho người khác, để giúp đỡ người khác về với Chúa. Chúng ta quá sốt sắng về điều đó. Có những lúc chúng ta hay đi đường tắt. Chúng ta biết cái nhu cầu của con người, cái điều mà con người tìm kiếm, và chúng ta lại đáp ứng điều đó trước về sự cứu rỗi thì chúng ta đi sao? Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng là ngay cái khu vực tôi đang ở đây, khi mà họ đi ra, họ không nói về sự cứu rỗi, không nói về lời của Đức Chúa Trời. Và chính ngày hôm qua tôi gặp đó, họ chỉ cần chịu phép bắp tem, họ cho mỗi người 50. Họ nói như thế nào? Có lâu đâu ra đó làm bắp tem rồi mỗi người có 50.000, rồi tin Chúa hay không tin Chúa, điều đó họ không quan trọng. Như vậy khi mà chúng ta đến với họ, chúng ta nói điều đó với họ thì nó có sự ích chi cho họ. Họ có biết gì về Đức Chúa Trời đâu. Họ có biết làm thế nào họ có thể kinh nghiệm được vương quốc của Đức Chúa Trời, làm cho cái đời sống của họ cứ giống như là chao đảo trong cuộc sống của họ.
Cho nên ngày hôm nay tôi ao ước rằng mong quý vị hãy cầu nguyện không những cho tôi và tất cả những người ở khu vực của tôi ngày hôm nay, làm thế nào chúng ta có thể sắp xếp có thứ tự. Điều thứ nhất, chúng ta tìm kiếm lời của Chúa để giúp đỡ họ nhận biết cái thực trạng của họ là một tội nhân cần được tha thứ. Rồi mọi điều khác, khi mà họ ăn năn tìm kiếm nước Đức Chúa Trời mà khi họ ở với lời của Chúa, sống theo lời của Chúa, thì mọi thứ Chúa sẽ ban cho. Mà lúc bây giờ thì chúng ở đây chúng ta thấy rằng, tôi thấy rằng là họ đảo ngược, họ để cái vật chất là hàng đầu, về nói về sự cứu rỗi là hàng sau. Cho nên ở đây tôi thấy rằng hội thánh, trong hội thánh, trong cộng đồng của con cái Chúa, chúng ta thấy sự khô hạn, không thấy được những dấu kỳ phép lạ xảy ra. Và thấy trong hội thánh dường như là có sự tăng trưởng cũng ít có, làm cho họ chao đảo. Và họ còn nói một điều như thế này: có người hôm qua đến hỏi tôi, chị ơi có phải rằng người đó, họ nói cả tên, nói rằng là tin Chúa làm giàu không khó, phải không chị? Điều đầu tiên đã đập vào cái điều đó cho họ. Và tôi thấy đây là một điều sai lầm, một điều sai lầm. Và họ sắp giống như là không đúng theo cái thứ tự đồng ý ở trong Chúa. Không những Ngài chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi, quan tâm đến tâm linh của chúng ta, mà Ngài cũng quan tâm đến cuộc sống thực tại của chúng ta nữa. Dường như là điều đó có, nhưng chúng ta phải để tấm lòng tìm kiếm lời của Ngài trước, tìm kiếm vương quốc của Ngài trước, rồi mọi sự phải cho thêm. Và qua bài học sáng hôm nay, hãy giúp đỡ tôi có thể nhận thấy được nhẹ lòng về mặc dù cuộc sống như thế nào đi chăng nữa, tôi có một Đức Chúa Trời đang lo lắng, đang chăm sóc, đang quan tâm. Duy nhất chỉ có một điều là mình phải hết lòng tìm kiếm lời của Ngài và sống theo lời của Ngài, thì chúng ta sẽ có được vương quốc của Ngài. Vương quốc của Ngài sẽ đến trên đời sống của chúng ta, và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chu cấp, sự bảo vệ một cách đầy đủ trong cuộc sống của chúng ta. Và tôi phần còn lại để cho quý mục sư có thể thêm vào. Và tôi xin hết, xin Chúa ban phước. Cảm ơn Chúa vì sự chia sẻ của mục sư Hiến. Xin kính mời quý mục sư khác, chúng ta có điều gì để chia sẻ thêm qua bài học từ Matthew đoạn 6 và mục sư Hiến đã chia sẻ. Kính mời quý mục sư. Cảm ơn Chúa là buổi sáng hôm nay mục sư Hiến trình bày chúng ta, thứ nhất là Kinh Thánh, thứ hai là hiện trạng một cái khía cạnh nào đó của một hiện trạng của hội thánh ngày hôm nay. Vì không có hiểu biết lời Chúa, không có rõ ràng lời Chúa, đó đã xảy ra những cái sinh hoạt chúng ta thấy rằng chắc Chúa rất tổn thương. Chỉ có những cái sinh hoạt mà chúng ta thấy hội thánh không có cái đủ cái năng lực để biện biệt những cái tấn công hay là những cái chiêu mà của Satan nó đang tấn công trong hội thánh. Đó là cái điều cảnh báo cho chúng ta. Nó có nhiều mức độ khác nhau chứ không phải chỉ một mức độ mà cô Yến nói mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta lưu ý. Thì trở lại cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học thì nó có hai cái điều thôi. Một cái điều đó là Chúa nói á, những người nào mà lo lắng về vật chất đời này, hay đúng hơn là lo lắng về ăn với uống đó, thì đó là những kẻ ít đức tin. Đó là khẳng định Chúa nói vậy. Và để giải quyết, Chúa nói chứ phải có Chúa trách, nhưng Chúa nói để Chúa giúp cho thấy là mình có lo lắng hay không. Và nếu có lo lắng đó, thì Chúa chỉ cho cái cách để mà điều trị cái lo lắng đó. Cách đây điều trị cái lo lắng đó là câu 33. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng có để hiểu rõ cái câu 33 này hơn thì chúng ta phải nhờ cậy một số bản dịch khác để hiểu. Tức là có bản dịch thì nói rằng trước hết chúng ta hãy tìm kiếm, một cái bản dịch gọi là hiện đại đó.
Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Đó là một cái bản diễn ý, một diễn ý khác. Là một bản nữa thì dịch thế này là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và đáp ứng những gì Ngài yêu cầu. À, cái chữ mà cái câu 33 đó nó có những cái cách như vậy để chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu xa của cái tìm kiếm sự công bình, ha? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì một cái bản dịch khác thì nói là được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Thì chúng ta nhớ hôm nay chúng ta cũng học về cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc mầu nhiệm nước thiên làng. À, chúng ta đến với Chúa hiểu biết lẽ thật. Hiểu biết lẽ thật, không hiểu lẽ thật là chúng ta nếu mà đụng chạm tấm lòng chúng ta ăn năn và tha tội. Thì nếu mà chúng ta làm được điều đó thì tự nhiên cái điều mà chúng ta lo lắng Chúa giải quyết cho. Chúa nói như vậy. Rồi cái chìa khóa đi giải quyết. Rồi cái ý thứ hai thì nói rằng đáp ứng những gì Ngài yêu cầu. Thì cũng một nghĩa giống tương tự là chúng ta đến với lẽ thật của Chúa. Lời của Chúa thì Kinh Thánh cho chúng ta biết lời của Chúa dùng để dạy dỗ, còn bẻ trách, sửa trị. Nếu chúng ta đến với lẽ thật của Chúa thì Ngài dạy dỗ thì chúng ta mềm mại nhận lấy sự dạy dỗ đó. Thì nghe lời thôi thì Chúa lo cái chuyện của cái chuyện mà ăn với uống của chúng ta, ăn với mặc của chúng ta. Hoặc là Chúa bẻ trách thì xin lỗi Chúa, ăn năn với Chúa. Chúa sửa trị thì cũng ăn năn với Chúa, thì tự nhiên là Chúa giải quyết cái chuyện kia. Vậy thì đó là cái cách mà cái chúng ta áp dụng cái câu 33 trong đời sống của mình, là cái chìa khóa để giải quyết cái lo lắng. Như cô Yến nói thì chúng ta thấy ai cũng phải lo lắng hết. Nhất là vấn đề chúng ta thấy những cái anh em chúng ta mà nơi nào mà họ bị mùa màng thất bát thì ai mà không lo. Cái chuyện lo là phải đương nhiên rồi, không lo sao được. Nhưng mà Chúa cho biết rằng thứ nhất nếu mà lo thì đó là những người ít đức tin. Và Chúa cũng chỉ cái chìa khóa để giải quyết cái chuyện mà lo lắng cũng như là để làm gia tăng đức tin. Đó là câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và đáp ứng những gì Ngài yêu cầu. À, hoặc là một nghĩa nữa là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời để Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Thì nếu đúng như vậy thì nó hết lo lắng. Hết lo lắng bởi vì sao? Bởi vì mấy cái điều mà mình lo, Chúa lo cho mình. Đó là cách mà Chúa trả lời cho chúng ta. Thì cũng giống như vậy, tôi có một ví dụ để chúng ta cũng thể hiểu được này điều này. Khi xưa đó tôi thường thường đó, tôi hay ra Quảng Ngãi cái chỗ cô Yến ở, thì tôi đi xe đường dài, tức là nó đi tới khoảng gần 1.000 cây số, 800 cây số hơn. Do đó thì trên cái lộ trình mà chúng ta mua một cái vé mà gọi là cái vé xe và xe chuyên đó, thì nó đi tới đâu á, nó đổ xăng thì nó đi tới đâu nó ghé cho người ta vệ sinh, nó đi tới đâu để người ta ăn sáng, rồi đi tới đâu để người ta ăn trưa, ăn no đó, thì nó có cái lộ trình thứ tự đó rồi. Nhưng với điều kiện anh đi trên cái xe đó thì tới đó thì tự động nó ghé vô là có cái nơi để mình giải khát hay là mình giải quyết cái này cái kia. Thì đó là nếu trường hợp mình đi cái xe mà nó có cái gì, nó có là cái bảo đảm, có cái gọi là chúng ta đặc biệt á, đặc biệt cái xe mà mình chúng ta đã chọn nó có lộ trình rõ. Nhưng mà nếu chúng ta đi những mấy cái xe dù á, mấy cái xe dù tức là mấy cái xe mà đột xuất nó đi là nó đi rồi nó điên khúc rồi nó bỏ rồi nó rứt nó chỗ khác rồi nó bỏ rồi còn nó thì mấy cái xe đó mình không biết làm sao à. Đi mấy cái xe đó là nó không có an toàn, không biết là ghé đâu ăn, không biết là rồi thí dụ mình hồi hộp lo lắng hoài thôi. Thì đó là cái minh họa để cho chúng ta thấy Chúa đã có một lộ trình cho chúng ta. Trên cái đường mà chúng ta đi đúng với Chúa, đúng cách với Chúa thì tự nhiên những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng đó là cái điều đáng lo thì nó sẽ trở thành không đáng lo nữa. Bởi vì Chúa lo sẽ cho chúng ta. Miễn làm sao chúng ta phải trung tín ở trên cái chuyến xe đó. Ở trên cái chuyến xe đó và đáp ứng đủ cái điều kiện mà cái xe đó nó quy định. Nó quy định thế nào, ngồi ở đâu, ở đâu hay làm cái gì thứ gì đó, thì nó quy định, trên cái xe nó có một số quy định. Nếu chúng ta đáp ứng đúng cái yêu cầu của xe đó thì đương nhiên đến giờ, đến cái lúc cần thiết thì chúng ta sẽ được có thỏa mãn cái những cái nhu cầu chúng ta cần. Đó là cái minh họa để chúng ta thấy cái lộ trình theo Chúa là như vậy. Thì tóm lại thì ở đây đó là
Ở đây là chúng ta được dạy dỗ, hiểu biết những lời của Chúa thì chúng ta bình yên, chúng ta không có lo lắng. Nhưng mà bây giờ cái điều thứ hai mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm đó là cái tình trạng của Yến trình bày. Chuyện mà mất tem 50 ngàn thì cái chuyện đó thôi. Bởi vì Satan nó sẽ chen vô. Ha? Chen vô để nó hỗ trợ là cái lo lắng của người ta. Cái lo lắng người ta cần 50 ngàn hay cần cái gì đó. Thì nó vô nó đánh vô cái điểm đó. Nó đánh vô cái điểm mà người ta đang cần. Để làm chi? Để người ta không có biết lời Chúa, để người ta đến với Chúa đúng cách của Chúa. Người ta không đi với Chúa đúng cách của Chúa mà người ta sẽ đến với một cái nơi mà người ta tưởng rằng nơi đó sẽ giúp họ hết cái lo, hết cái lắng. Đó là cái mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Cái chuyện mà mục sư Yến trình bày cho chúng ta nghe đó là một cái chuyện nhỏ mà thôi, bất kỳ dễ thấy thôi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng hơn nữa, ngày hôm nay chúng ta thấy là có những sự giảng dạy, mà giảng dạy về cái tin lành, gọi là tin lành thịnh vượng đó. Tin Chúa thì được thịnh vượng đó, thì chúng ta cẩn thận. Bởi vì như chúng ta thấy rằng Chúa, cái điều mà quan trọng nhất đó, nền tảng trên đời sống đức tin chúng ta, mà chúng ta theo cái lời của Chúa dạy đó, là nếu chúng ta thiết lập được cái điều đó thì chúng ta sẽ xây nhà trên đá. Đó là câu 6:33, đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, luật pháp của Đức Chúa Trời, vương quốc Đức Chúa Trời, và đáp ứng theo những điều này yêu cầu. Thì nếu chúng ta làm cái điều đó đúng thì chúng ta sẽ vững vàng. Có nghĩa là nói nôm na là chúng ta đến với Chúa, tìm kiếm Đức Chúa Trời, vương quốc của Ngài để ăn năn, sống trong mầu nhiệm nước thiên đàng, thì chúng ta sẽ được tất cả mọi điều. Chúa sẽ giải quyết vấn đề lo lắng. Do đó Satan nó không thích người ta ăn năn. Chúng ta chú ý cái gì vậy? Satan nó sẽ không thích người ta ăn năn. Bởi vì khi người ta ăn năn thì cái tội lỗi, công việc tội lỗi nó được cất bỏ, dẹp bỏ, thì không có chỗ ma quỷ nó ở nữa. Không có chỗ sao cái gì ma quỷ nó lợi dụng nữa. Thì nó không thích người ta ăn năn. Nó sẽ dùng nhiều cái dạy dỗ về tin lành thịnh vượng hay về một tin lành khác mà không cho người ta đến cái chỗ mầu nhiệm nước thiên đàng. Đây là cái điều mà quan trọng mà chúng ta thấy nó sẽ hãm ép nước thiên đàng. Thì chúng ta cùng mở ra Ma-thơ đoạn 11 câu 12. Đoạn 11 câu 12: song từ ngày dân bắp chích đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Chúng ta nói nước thiên đàng ở đây, Chúa Giêsu dạy đó là cái nước thiên đàng biết là thật, hiểu là thật, ăn năn được Ngài tha tội. Đó là mầu nhiệm nước thiên đàng. Mà nếu người ta ăn năn á, thì công việc tội lỗi được dẹp đi, được cất bỏ, được làm sạch đi, thì ma quỷ nó không có cái lãnh địa nó sống. Do đó nó sẽ dùng nhiều cách để chia sẻ những cái loại tin lành khác, tin lành mà không có sự ăn năn. Các bạn thấy đây là cái chìa khóa rất quan trọng đó. Do đó một thời gian, nếu mà chúng ta là trở lại những cái lịch sử về cái Hội Thánh, thì có những diễn giả đầy ơn trước đây họ giảng về tin lành thịnh vượng, nhưng mà sau này khi họ hiểu biết là thật thì họ đã ăn năn với Chúa về cái chuyện mà họ giảng tin lành thịnh vượng. Đây là cái điều mà chúng ta nên lưu ý hơn. Do đó ngày hôm nay cái quan trọng nhất là Hội Thánh phải biết lẽ thật. Hội Thánh phải biết lẽ thật. Lẽ thật đến với chúng ta từng hồi từng lúc theo cái lứa tuổi thuộc linh của chúng ta. Khi chúng ta ấu trĩ thuộc linh thì lẽ thật đến như thế nào? Nhưng mà khi chúng ta là trở thành thanh niên, thanh nữ thuộc linh thì lẽ thật đến như ra làm sao? Và khi chúng ta là thành nhân thì lẽ thật đến như thế nào? Nó khác nhau. Mỗi cấp độ nó khác nhau. Chứ không phải là nó dừng lại một cái chỗ. Nó dừng lại một chỗ là có nghĩa là chúng ta bị suy dinh dưỡng, ngạt ngòi. Đó lại là cái điều quan trọng. Quan trọng để chi? Để không chỉ đơn giản cái chuyện mà bắp tem 50 ngàn thôi đâu các bạn. Nó còn siêu hơn nữa. Nó còn siêu hơn nữa. Nó lừa, cái chiêu lừa nó còn tinh vi hơn nữa. Bởi vì nó là vô có sự lừa dối mà. Thì nó sẽ đem những cái tin lành mà chúng ta nghe rất là
bùi lỗ tai. Mà nói về tin lành mà nó kêu người ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời để ăn năn để được tha tội thì cái ông xác thịt nó không thích. Ông xác thịt nó không thích. Bây giờ ăn năn thì cái công nghiệp cách xác thịt bị loại bỏ. Mà bị loại bỏ thì nó không có chỗ ở nữa, nó không có chỗ dung thân nữa, thì nó không có muốn. Do đó thì đây là cái qua cái sự chia sẻ của một sự Yến để chúng ta có một cái nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn, để chúng ta cưu mang nhiều hơn nữa, để giúp đỡ hội thánh học lời Chúa. Đọc học lời Chúa phải biết lẽ thật của Chúa càng nhiều hơn, càng sâu hơn, càng sâu nhiệm hơn để có cái sự trưởng thành. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh nói có những người họ thích ăn, họ là ấu trĩ thuộc linh bởi vì họ thích ăn sữa thôi. Và có những người đáng lý làm thầy rồi nhưng mà vẫn còn ấu trĩ vì không hiểu đạo công bình, ngát ngôi, bế tắc, không có lớn lên, không có tăng trưởng. Đó là cái chỗ mà chúng ta lưu ý để rằng chúng ta thấy rằng Chúa muốn chúng ta phải lớn lên để có thể đắc thắng sự tấn công của Satan. Cảm ơn Chúa Mục Sĩ Yến sáng nay có chia sẻ chúng ta một số vấn đề của Hội Thánh cũng như cái bài học ở trong Mai Thơ đoạn 6 để chúng ta tấn lòng nghe sự dạy dỗ nhắc nhở của Chúa trên cuộc đời chúng ta và trên chức vụ của Ngài. Xin cảm ơn.